Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu áo bikini cho bé với họa tiết hình quả cam ở cúp ngực như thế này. Đây, thì cái họa tiết này các bạn cũng có thể sử dụng để trang trí hoặc là để làm mẫu đế ốp ly cũng được nha. Ở đây mình sử dụng để làm áo bikini nè, cho cái phần áo của mình nó thêm xinh xắn hơn. Thì dụng cụ mình gồm len miêu cô tông, kim móc mình sử dụng kim móc 3.0mm. Hoặc nếu không có mẫu kim này thì cũng có thể sử dụng cho mình loại kim có đầu kim bằng hoặc là lớn hơn sợi len một chút nha. Ngoài ra thì mình có sử dụng thêm một ít màu xanh lá để làm phần lá nè, kéo cắt len và một ít keo nến. Thì cái phần keo nến này các bạn có thể sử dụng súng bắn keo hoặc là có thể sử dụng lửa để mình dùng cho cái loại keo này nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần thân của quả cam trước. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. 1, 2. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 13 mũi kép đơn liên tiếp. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ 5, kép đơn thứ 6, kép đơn thứ 7, kép đơn thứ 8, kép đơn thứ 9, kép đơn thứ 10, kép đơn 11, mũi kép đơn 12 và mũi kép đơn thứ 13. Sau khi đã được 13 mũi kép đơn liên tiếp thì nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại và móc cho mình vào cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên nè, móc vào đây cho mình một mũi dời. Sau đó móc lên 2 mũi móc xích. Thì cái sợi len ngắn phía sau nè, khi móc xong các bạn sẽ tiến hành guốc thật mạnh vào thì lúc này cái vòng tròn của mình nó sẽ nhỏ lại nha. Đây, ta hoàn thành được cái vòng tròn thứ nhất cho cái phần thân của quả cam nè. Thì để tiếp tục móc hàng móc thứ hai cho cái phần thân của quả cam được to ra thì mình sẽ sử dụng mũi kép đơn nha. Các bạn móc cho mình vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời nè, móc vào đây 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Tiếp tục chân móc kế bên cũng móc cho mình vào đây 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Đây, móc tương tự cho mình, móc vào 2 mũi kép đơn. 1 2. Như vậy là ở mỗi chân móc mình đã tăng lên được thêm một mũi móc. Mỗi chân móc có 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc nè. Tiếp tục cái chân móc kế tiếp cũng móc 2 mũi kép đơn vào chân móc này. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Ta cũng tăng thêm được một mũi móc ở đây nè. Thì các bạn cũng làm tương tự cho mình 10 chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Móc cho mình vào 13 chân móc của cái vòng tròn đầu tiên á. Mỗi chân móc móc 2 mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở cái vòng móc này nè, móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Như vậy là ở vòng móc này cái số mũi móc của hàng móc thứ hai nó sẽ gấp đôi so với số mũi móc của vòng tròn thứ nhất nha. Tức là ta sẽ có mỗi chân móc là 2 mũi kép đơn nè, ta tăng gấp đôi so với cái vòng tròn thứ nhất. Để tăng thêm được cái kích thước cho phần thân của quả cam thì các bạn tiếp tục thêm cho mình 1 đến 2 hàng móc nữa để cho cái phần này nó rộng ra và vừa với cái phần ngực của bé. Thì hàng móc thứ ba ta cũng sử dụng mũi kép đơn nha. Móc cho mình vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời một mũi kép đơn. Đây, móc vào đây một mũi kép đơn nè. Chân móc kế tiếp sẽ là cái chân móc thứ hai của hai chân móc cùng chân phía dưới. Đây, chân móc thứ hai, hai chân cùng chân phía dưới nè.
Thì cái chân móc thứ hai này các bạn sẽ móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Như vậy là mình vừa được một cụm chân móc gồm một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Tiếp tục chân móc kế bên sẽ móc một mũi kép đơn vào cái chân móc này. Thì chân móc kế tiếp ta sẽ gặp là chân móc thứ hai của hai chân móc cùng chân phía dưới nè. Đây, chân móc thứ hai của hai chân cùng chân phía dưới, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. 1 2. Như vậy là mình cũng được thêm một cụm chân móc xen kẽ, một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc nè. Một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Thì các bạn sẽ làm tương tự cái cụm này cho mình, móc tương tự cho đến cuối vòng. Cũng móc một mũi kép đơn. Khi gặp chân móc thứ hai của hai chân móc cùng chân phía dưới, ta sẽ móc vào cái chân móc thứ hai này hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Sau đó làm tương tự cho đến cuối vòng nha, thì mình cũng được một cụm chân móc nè. Làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc được đến cuối vòng các cái cụm chân móc xen kẽ, một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc nè. Thì lúc này cái số mũi móc của vòng tròn thứ ba nó sẽ thêm được 13 mũi móc. Tiếp tục móc vào cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này một mũi dời. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Đối với size cho bé nhỏ thì các bạn có thể dừng lại cho mình ở ba hàng móc để cái phần này nó vừa với phần ngực của bé nè. Ở đây mình móc size lớn nên mình sẽ thêm một vòng móc nữa cho cái phần cúp ngực của mình nó được to ra. Móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời á, móc tiếp cho mình vào đây một mũi kép đơn. Móc vào đây một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Thì chân kế tiếp ta sẽ gặp đó là chân móc thứ hai của hai chân móc cùng chân phía dưới. Đây, hai chân móc cùng chân phía dưới. Cái chân thứ hai này các bạn sẽ móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Như vậy là mình được một cụm chân móc gồm hai mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc. Tiếp tục móc tiếp cho mình chân móc kế tiếp là một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân móc kế tiếp mà ta gặp sẽ là chân móc thứ hai của hai chân móc cùng chân phía dưới. Các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc thứ hai này hai mũi kép đơn cùng chân móc. 1 2. Như vậy là mình được thêm một cụm chân móc, hai mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân móc nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và khi gặp chân móc thứ hai của hai chân móc cùng chân phía dưới thì ta sẽ móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ta được thêm một cụm chân móc gồm 4 mũi như thế này. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và ta sẽ thêm mũi vào chân móc thứ hai của hai chân móc cùng chân phía dưới nha. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc được các cái cụm chân móc cho đến cuối vòng thì ở chân móc cuối cùng nè, cũng là cái chân móc của hai chân móc cùng chân phía dưới, là cái chân thứ hai á, các bạn cũng móc cho mình thêm mũi ở cái chân móc thứ hai này thì ta sẽ có hai mũi kép đơn cùng một chân móc. Tiếp tục móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên một mũi dời. Như vậy là cái phần cúp ngực của mình nó đã có cái độ rộng vừa đủ nè. Thì khi đã đạt được cái độ rộng cho cái phần cúp ngực rồi thì bây giờ từ cái chân móc cuối cùng này các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ để ta có thể cột được từ cái phần ngực cho đến cái phần cổ của bé nha. Móc cho mình một dây móc xích dài. 1 2 3 4 5. Sau khi đã lên được một sợi dây móc xích dài, ta tiến hành kéo sợi len và cắt len. Như vậy là mình đã hoàn thành được một phần cúp đầu tiên. Thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình một phần cúp thứ hai, hình quả cam như thế này. Đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần lá. Ta cũng sử dụng đầu kim 3.0mm để móc cái phần lá nha. Ở đây mình sử dụng màu xanh nè.
Các bạn cũng tạo một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên một dây móc xích dài 3 mũi móc. 1, 2 và 3. Khi được 3 mũi móc xích liên tiếp thì tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào cái chân móc ta vừa móc á, cái chân móc thứ 3, móc vào một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục móc vào cái chân móc ta vừa móc luôn, móc cho mình vào đây một mũi nửa kép. Tương tự móc tiếp vào cái chân móc ta vừa móc 4 mũi kép đơn cùng một chân móc. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Và kép đơn thứ tư. Khi đã móc được 6 mũi móc có 4 mũi kép đơn, một mũi nửa kép và một mũi móc đơn, tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. 1 2. Sau đó các bạn di chuyển kim cho mình vào cái chân móc của thân mũi kép đơn đầu tiên này nè, thân mũi kép đơn sát bên cuối cùng này, móc cho mình vào cái chân móc này một mũi dời. Như vậy là ta đã tạo được một cái mũi nhọn cho phần lá nè. Tiếp tục cũng móc cho mình vào cái chân móc mà ta đang móc á, móc tiếp cho mình 4 mũi kép đơn, tức ta sẽ móc ngược lại. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Khi được 4 mũi kép đơn liên tiếp, tiếp tục móc vào chân móc ta vừa móc một mũi nửa kép. Sau đó là một mũi móc đơn cũng vào chân móc ta vừa móc. Như vậy là mình vừa hình thành được một chiếc lá như thế này. Để nối được chiếc lá thứ nhất với chiếc lá thứ hai thì móc cho mình vào cái chân móc thứ hai của 3 mũi móc xích này nè. Móc vào cái chân móc thứ hai này một mũi dời. Thì cái chiếc lá của mình nó sẽ hoàn tất như thế này. Để móc chiếc lá thứ hai, móc lên một mũi móc xích và móc vào cái mũi móc xích đầu tiên mà ta gây nên của 3 mũi móc xích nè. Móc vào chân móc xích đầu tiên này một mũi móc đơn. Kế đến là một mũi nửa kép. Tiếp tục là 4 mũi kép đơn liên tiếp cũng vào chân móc ta vừa móc. Móc tiếp cho mình 4 mũi kép đơn. Vào đây. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Sau đó móc lên 2 mũi móc xích. Cũng móc vào cái chân móc của mũi kép đơn cuối cùng mà ta móc này nè. Đây là cái chân móc của mũi kép đơn này và móc vào đây một mũi dời. Tương tự như cái lá mà ta vừa móc này thì cũng móc vào cái chân móc ta vừa móc 4 mũi kép đơn. Tức ta móc ngược lại. 4 mũi kép đơn. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Và kép đơn thứ tư. Khi được 4 mũi kép đơn thì tiếp tục móc một mũi nửa kép và một mũi móc đơn để kết thúc phần lá này. Đây, như vậy là ta có hai chiếc lá bằng nhau. Để kết thúc được cái chiếc lá này và tạo cuốn lá, các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc thứ hai của 3 chân móc xích đầu tiên á. Móc vào cái chân móc thứ hai đó một mũi dời. Từ đây mình sẽ gây nên cuốn lá. Thì cái phần cuốn lá này ban đầu ta có chừa ra một sợi len thừa ở phía sau nè. Cái sợi len thừa của 3 mũi móc xích đầu tiên mà mình gây nên ở đây nè. Thì nó sẽ có dư một sợi len thừa này. Các bạn sẽ móc trực tiếp cho mình để tạo cuốn lá phía trên. Các bạn kéo cho mình sợi len vào chính giữa của kim móc và cái sợi len mà ta cầm ở đây. Đây, đưa vào chính giữa như thế này. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục đưa sợi len từ phía bên này vào chính giữa của kim móc và cái sợi len ta cầm này và móc tiếp vào đây một mũi móc xích. Tương tự cũng đưa sợi len ngược lại vào chính giữa và móc lên một mũi móc xích. Và cuối cùng cũng đưa sợi len vào chính giữa và móc vào đây một mũi móc xích. Như vậy là phần cuốn lá của mình đã hoàn tất ở 4 mũi móc xích nè. Và cái độ dày của cuốn lá nó sẽ được rộng hơn. Ta tiến hành cắt len.
Lúc này ở phần cuốn lá nó sẽ có hai sợi len thừa như thế này. Các bạn sẽ tiến hành dùng kéo và cắt cho mình đến khi ta còn một đoạn nhỏ của hai đầu dây. Đây, các bạn sẽ tiến hành cắt cho mình để ta chừa lại một đoạn nhỏ như thế này. Sau khi đã có được hai đầu dây nhỏ, các bạn tiến hành dùng keo nến chích cho mình một chút keo vào chính giữa của hai đầu sợi dây nè. Đây, ta sẽ đưa vào chính giữa của hai đầu sợi dây một chút keo. Sau đó dùng tay vò hai đầu dây lại để cho hai đầu dây nó dính lại với nhau để tạo cái độ nhọn như thế này nè. Đây. Thì lúc này hai đầu dây của mình nó sẽ cố định ở một điểm. Như vậy là mình vừa hoàn tất được hai chiếc lá và phần cuốn lá. Các bạn cũng sử dụng keo nến hoặc là kim khâu khâu cho mình cái phần lá này vào trong thân của quả cam nè. Thì cái phần cuốn lá này nó sẽ nằm trùng với sợi dây mà ta cột vào cái phần cổ của bé nha. Khi đến cố định lại thì các bạn có thể thu nhỏ được hai cái phần lỗ hở ở chiếc lá để cho cái phần thân lá nó được đẹp hơn nè. Đây, ta sẽ thu nhỏ lại. Đến cố định và thu nhỏ lại nha, cho cái phần thân lá nó được đẹp hơn. Sau khi đến cố định được phần lá vào trong thân của quả cam thì lúc này mình sẽ có được hai cái cúp ngực cho phần áo bikini nè. Hai sợi dây ở phía trên này mình sẽ sử dụng để luồn ra phía sau và cột vào phần cổ của bé. Và để nối được hai thân của quả cam lại với nhau thì ở đây mình có móc lên một sợi dây móc xích màu xanh dài 100 mũi móc nè. Các bạn sẽ canh chỉnh cho mình hai quả cam cân với nhau như thế này. Sau đó ta sẽ sử dụng hai điểm chính giữa và đâm kim cho mình vào chính giữa của hai thân chân móc ở hai quả cam. Đây, luồn sợi dây màu xanh qua và tiến hành cột nơ ở chính giữa để cho cái phần chính giữa của áo nó được nổi hơn nè. Ta sẽ tiến hành cột nơ ở đây thì lúc này nó sẽ điều chỉnh được độ rộng cho hai thân quả cam vừa vào cái phần ngực của bé nè. Đây, ta sẽ tiến hành thắt nơ ở đây tạo điểm nhấn cho cái áo bikini. Lúc này khi mặc vào thân của bé thì cái đoạn dây này nó sẽ giúp mình giữ cố định được hai thân của quả cam không có bị rộng ra này nha. Còn đối với sợi dây cài ra phía sau thân của bé thì các bạn cũng làm tương tự cho mình. Ta sẽ sử dụng màu cam tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Đối với cái sợi dây này các bạn sẽ so sánh cho mình cái điểm nằm thẳng hàng với cái chân móc mà ta luồn để dây cài chính giữa. Đây, ta sẽ luồn thẳng hàng ra như thế này và đâm kim cho mình vào cái chân móc thẳng hàng đó. Đâm kim vào chân móc thẳng hàng đó. Sau đó kéo nút ta vừa tạo qua chân móc. Từ đây móc lên một dây móc xích bằng với cái số mũi móc của cái sợi dây bên hông này nè. Ta sẽ làm hai sợi dây bằng nhau. 1, 2, 3. Thì cái sợi len thừa mình chừa ra ở phía sau, các bạn sẽ sử dụng cho mình đầu kim nhỏ để mình giấu các cái sợi len thừa này vào trong mũi móc màu cam này nè. Sau khi đã giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc, thì hai cái sợi dây ở đầu dây cuốn lá nè, hai cái sợi dây ở phía trên này, ta sẽ tiến hành luồn ra phía sau cổ của bé và cột điều chỉnh. Hai sợi len ở hai bên hông này thì ta sẽ cột ra phía sau lưng. Đây. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu áo bikini với phần cúp ngực hình quả cam như thế này. Chúc các bạn thành công!